bảy câu nịnh, trông tưởng bình thường lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Ai cũng thích được khen ngợi, kể cả chồng bạn cũng vậy. Đừng tiếc dành lời khen với chồng mình, điều đó sẽ giúp cuộc sống hôn nhân của bạn hạnh phúc hơn đấy. Một, Chồng em giỏi quá. Bên cạnh vẻ ngoài, chồng bạn chắc chắn sẽ có điểm mạnh nhất định nào đó trong công việc, thể thao hoặc đơn thuần chỉ là hiểu biết của anh ấy trong một lĩnh vực cụ thể. Thế thì bạn còn ngại gì mà không dành lời khen khi chồng phát huy điểm mạnh và đạt được thành tựu nhất định? Chồng bạn chắc chắn sẽ rất vui sướng với lời khen từ người mà mình yêu thương nhất đấy. 2. Anh thông minh thật, chồng không nhất thiết phải phát minh, sáng tạo ra thứ gì đó thì mới nhận được lời khen thông minh từ bạn. Khi tranh luận hoặc nói chuyện, chia sẻ với nhau hàng ngày, bạn hoàn toàn có thể dừng lại và khen chồng điều này vì một quan điểm, nhận định nào đó của chồng. Ông xã chắc chắn sẽ nở một nụ cười thật tươi khi nghe lời khen tặng này của bạn. 3. Chồng em thật đẹp trai có thể chồng bạn không điển trai hay khí chất người người, như các soái ca nhưng đó chính là người đàn ông đẹp trai nhất đối với bạn. Vậy thì tại sao không khích lệ chồng mình bằng một lời khen đẹp trai, vào lúc chồng chuẩn bị đi làm hay trước khi cùng chồng đi dự tiệc? Đảm bảo lời khen của bạn sẽ làm ông xã vui vẻ cả ngày đấy. 4. Anh thật tốt bụng. Dù là trụ cột gia đình nhưng cũng là một người hoàn toàn bình thường, nên sẽ không tránh khỏi những lúc chồng bạn cảm thấy mệt mỏi và đánh giá thấp bản thân, Thế nhưng dù có thế nào thì anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh, che chở cho bạn và gia đình nên cũng rất xứng đáng nhận lời âu yếm này. 5. Anh là người cha tốt, nuôi con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với vợ chồng bạn hay bất cứ cặp đôi nào khác. Đương nhiên các ông chồng với công việc và những nỗi lo lớn hơn sẽ khó mà chăm sóc con từng ly từng tí như bạn được. Nhưng khi anh ấy cố gắng giúp đỡ bạn trong việc con cái thì hãy ghi nhận và dành lời khen cho chồng nhé. 6. Anh là người đặc biệt nhất với em dù là ngày lễ hay ngày bình thường, dù đã có con hay đang là vợ chồng son, chồng vẫn là người đàn ông đặc biệt nhất với bạn. Vậy thì hãy nói đúng sự thật này rằng anh ấy đặc biệt thế nào, bạn yêu anh ấy nhiều ra sao và cũng mong mình sẽ nhận được lại tương tự. Chắc chắn, chẳng người đàn ông nào không siêu lòng trước những lời ngọt ngào như vậy đâu. 7. Anh là một người yêu tuyệt vời. Kể cả khi đã có con rồi thì hãy nhớ rằng chồng vẫn đã, đang và sẽ là người yêu của bạn. Suy nghĩ này sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn lúc nào cũng trẻ trung, mới mẻ hơn đấy có tác dụng như vậy thì tại sao không nói ra nhỉ chắc chắn chồng bạn sẽ ngạc nhiên vì lời khen này còn bạn lại bất ngờ với hiệu quả mà chúng mang lại đấy